Buổi hôm nay chúng ta sẽ không có bài tập, buổi hôm nay chúng ta sẽ không có kiến thức toán lý hóa gì đây cả. Buổi hôm nay sẽ là buổi giới thiệu cách học, nội quy học, quy trình học nha. Buổi hôm nay tuy không có kiến thức khoa học nhưng nó chính là buổi rất quan trọng các em nha, để các em biết được cái cách học, cái cách vận hành khóa học của chúng ta. Thì hôm nay là buổi khai giảng khóa học sinh 2K7 nha, tại Map Study. Đây là khóa học đầu tiên mà dùng sách theo chương trình mới đấy của Bộ Giáo dục. Nói tóm lại là chúng ta dùng sách mới cho nó nhanh, được chưa? Đấy, và các em là khóa đầu tiên dùng sách mới. Năm trước các bạn đã dùng sách mới đấy, lớp 10 rồi. Năm nay ta sẽ có sách mới của lớp 11, là năm đầu tiên đấy, sách mới, nên là tất cả những tài liệu, những bài giảng là các bạn được dùng sử dụng mới 100%, như kiểu chúng ta bóc siêu ấy. Đấy, năm nay thầy sẽ soạn lại hết tài liệu bài tập, đúng không ạ? Tài liệu bài giảng cũng như là quay hết lại các video mới dành cho các em học sinh 2K7